Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 36 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 36 có tựa đề Trúc Cơ. Mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Bây giờ cách lúc hắn dẫn khí thành công là khoảng tầm 2 năm, còn hắn bước vào con đường tu tiên thì đã được 4 năm. Sau khi trúc cơ xong, Lý Ngọc có một loại cảm giác rõ ràng so với luyện khí thì tuổi thọ của hắn đã tăng trưởng trên diện rộng. Đây là trực giác trong sâu thẳm của tu tiên giả, không có biện pháp miêu tả nhưng lại thực sự tồn tại. Trúc cơ ngũ linh mạch xong, Lý Ngọc lại tập trung để ý đến hai mạch nhâm đốc. Thời gian nửa năm này, ngoài áp xúc pháp lực ra thì Lý Ngọc cũng đang thử áp xúc chân khí. Tốc độ áp xúc chân khí của hắn không chậm nhờ pháp lực của ngũ linh mạch, mà trong thời gian nửa năm này cũng áp xúc được chân khí vào 15 cái huyệt vị. Chỉ tiếc là trúc cơ đan không có tác dụng với hai mạch nhâm đốc, nên việc trúc cơ võ đạo hắn phải tự mình hoàn thành. Trúc cơ xong cả 5 cái linh mạch rồi, pháp lực dụng hợp sau này cũng có đột xác về chất. Lý Ngọc thử áp xúc chân khí trong hai mạch nhâm đốc lần nữa thì kết quả không ngoài dự đoán. Sau khi dung hợp pháp lực áp xúc chân khí thì cực kỳ thuận lợi, một đường như chảy tre. Lý Ngọc nhàn nhã áp xúc tất cả chân khí về một cái huyệt vị rồi chuyển hóa thành một giọt chất lỏng. Sau khi chân khí hóa lỏng thì cảm giác giống như lúc hắn đả thông hai mạch nhâm đốc xuất hiện lần nữa. Lý Ngọc đột nhiên bị đói khát vô cùng, chất lỏng kia lại đang cắn nuốt tất cả khí lực của thân thể hắn. Đồng thời trên thân thể của Lý Ngọc lại tiết ra tạp chất màu đen. Cũng may mà đan dược của Lý Ngọc rất sung túc, hắn bổ sung một bình bồi nguyên đan vào bụng. Đan dược chuyển hóa thành khí lực, nhanh chóng bị hai mạch nhâm đốc hấp thu, cuối cùng lại chuyển hóa một lần nữa thành chất lỏng chân khí, tràn đầy toàn bộ đường kinh mạch. Lý Ngọc giơ hai ngón tay trỏ và giữa lên thành chỉ, một đạo khí kinh vô hình bắn ra khỏi. Dường ngọc cứng rắn của hắn dễ dàng bị đạo khí kình này xuyên qua như đậu hũ. Chân khí có thể phóng ra ngoài, đây là dấu hiệu của võ đạo trúc cơ. Mà một khi chân khí phóng ra ngoài được thì trong phạm vi 10 trượng lấy đầu người cùng cấp là việc quá đơn giản. So sánh với tu tiên giả cùng cấp cũng không còn tồn tại cửa dưới như trước đó nữa. Lý Ngọc thở phào một hơi thật dài. Sau khi trúc cơ cũng chỉ là mới bước ra một bước đầu tiên trên con đường tu hành dài đằng đẵng. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng, một bóng trắng đang chơi đùa ở trong sân bỗng bay vọt nhào vào trong ngực Lý Ngọc. Không biết có phải do tu hành hay không mà trong 2 năm qua hình thể của Linh Nhi cũng chẳng lớn thêm bao nhiêu. Liếc mắt nhìn qua thì ai cũng đều cho rằng nó chỉ là một con mèo trắng hơi lớn một chút. Nhưng nếu thực sự xem nó như một con mèo lớn rồi tưởng dễ dàng bắt nạt nó thì sai hoàn toàn. Nửa năm vừa rồi, Lý Ngọc đều nhận được Ngọc Linh Quả từ Điền Tề và từ Dị mỗi tháng, luyện chế được không ít thông mạch đan, lại thêm phế đan thu về từ tông môn, nên sớm đã đút cho Linh Nhi ăn đến luyện khí viên mãn. Bây giờ 81 cái huyệt vị trong thân thể nó đã được đả thông toàn bộ, nó cũng đang dựa theo Lý Ngọc dẫn dắt thử áp xúc pháp lực của mình, nên Linh Nhi cũng sẽ trúc cơ trong khoảng vài tháng tới đây. Nên đừng nhìn nó ngốc mạch đáng yêu, tu tiên giả đơn linh mạch, luyện khí đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của Linh Nhi đâu. Chu Tử Tuyền đang đứng tưới hoa trong sân, cỏ cây hoa lá trong trang viên được nàng chăm sóc sinh trưởng rất tươi tốt, giống như có sinh cơ vô tận vậy. Đây cũng là do mộc linh mạch của nàng đã được trúc cơ. Nàng trúc cơ còn sớm hơn Lý Ngọc vài ngày, cũng không phải do thiên phú của nàng tốt hơn Lý Ngọc, mà vì Lý Ngọc có quá nhiều trúc cơ đan nên giúp nàng bớt đi thời gian áp xúc pháp lực. Sau khi nàng tu hành đến luyện khí đỉnh phong thì nếu được đã có thể mượn nhờ trúc cơ đan rồi. Nhưng tự nàng đã áp xúc pháp lực đến một trình độ khá ổn nên ăn trúc cơ đan vào đã trúc cơ thành công rồi. Nếu muốn tiết kiệm thời gian thì phải tốn nhiều trúc cơ đan hơn nữa. Khả năng 5-6 viên trúc cơ đan cũng không phải không đến, cho dù là đám đệ tử của những vị tổ sư nguyên anh kia cũng không đến mức xa xỉ như vậy. Lý Ngọc có 5 cái linh mạch nên yêu cầu số lượng trúc cơ đan càng nhiều hơn nữa. Chu Tử Tuyền thì không giống như vậy, nàng chỉ có 1 cái linh mạch nên Lý Ngọc có thể bỏ xa xỉ tiền vốn cho nàng.
Trong vòng nửa năm qua, nàng đã tự mình áp xúc pháp lực đến 30 cái huyệt vị. Sau đó Lý Ngọc dùng 4 viên trúc cơ đan giúp nàng trúc cơ thành công. Cho nên thời gian trúc cơ của nàng mới sớm hơn vài ngày so với Lý Ngọc. Nghĩ lại chuyện tu hành mấy năm nay, Lý Ngọc thấy chuyện mà mình làm chính xác nhất chính là nghe lời Hướng sư tỷ đề nghị trở thành một luyện đan sư. Có cơ hội, nhất định phải báo đáp nàng. Một lúc sau, Lý Ngọc đi ra biệt viện, mấy vị lão hàng xóm vẫn đang đánh bài ở cửa ra vào. Nhìn qua thì Tử Vân Phong vẫn chẳng thay đổi gì so với nửa năm trước, nhưng khí tức trên thân thể nhóm mấy lão hàng xóm đã càng thêm mục nát, tang thương, giống như không phải mới vừa trải qua nửa năm mà là nửa cái thế kỷ vậy. Vài năm cuối thọ nguyên, cơ thể tu tiên giả sẽ mục nát rất nhanh, đây cũng là chuyện bình thường. Nhìn bộ dáng của mấy người này còn đỡ hơn so với tôn trưởng lão ở Bạch Vân Quán ngày trước, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cách lúc quy khư cũng chẳng bao lâu nữa. Lão Hà dướng đôi mắt cụp của mình lên, nhìn Lý Ngọc một cái, ánh mắt vẫn đục chớp chớp, hỏi hắn, trúc cơ rồi hả? Lý Ngọc gật nhẹ đầu, đáp lời, vừa mới trúc cơ xong. Động tác của mấy vị lão hàng xóm đều dừng lại, ánh mắt dồn về phía Lý Ngọc, ngoài hâm mộ thì còn chút phức tạp. Bọn họ nhìn thấy bóng dáng lúc trước của mình trên người Lý Ngọc. 200 năm trước, bọn họ cũng hăng hái, tràn đầy ý chí chiến đấu, sụp sôi như vậy. Trong lòng mỗi người đều ôm mộng tưởng kim đan, giống như Lý Ngọc bây giờ. Thế mà chỉ chớp mắt một cái mà 200 năm đã trôi qua. Lý Ngọc rời khỏi Tử Vân Phong, rồi đi tới một đỉnh núi là chỗ cư trú của các đệ tử pháp tu. Nơi đó là chỗ ở của Trần Minh. Hắn và Chu Tử Tuyền đã trúc cơ thành công, còn thừa mười mấy viên trúc cơ đan nữa. Linh Nhi cũng không dùng được nhiều như vậy, mà bây giờ nó cũng vô dụng đối với Lý Ngọc, nhưng hắn vẫn còn bạn bè năm xưa. Thiên phú của Trần Minh vốn không thật sự tốt, nên càng sớm trúc cơ ngày nào thì càng tốt ngày đó. Bạn bè của Lý Ngọc cũng không nhiều lắm, Trần Minh cũng tính là một người trong số đó. Mặc dù ngày xưa hai người có vài chuyện không thoải mái, nhưng dù sao cũng vẫn là cùng nhau đồng sinh cộng tử mấy lần. Huống chi tên kia còn từng đáp ứng hắn một cái chức vương gia cho hắn chọn phi nữa. Chỉ bằng tấm lòng này của hắn đã đáng giá hai viên trúc cơ đan rồi. Lúc Lý Ngọc đi tới chỗ ở của Trần Minh, hắn gõ cửa hồi lâu mà không có ai đáp lại. Đoán Trần Minh chắc là lại ra ngoài đi tinh luyện tử kim rồi. Đang định đi thì tiểu viện bên cạnh mở cửa ra, có một tên đệ tử đi ra, hỏi hắn, ngươi tìm Trần Minh à? Lý Ngọc gật đầu, hắn không ở nhà. Đệ tử kia lắc đầu nói, hắn đã sớm không ở nơi này rồi. Lý Ngọc sửng sốt một chút, lại hỏi, hắn chuyển nhà? Tên đệ tử kia lộ ra vẻ mặt hâm mộ, nói ra, chuyển rồi, từ 3 tháng trước cơ, thật không hiểu tên này đến cùng có gì tốt. Thế mà bị một vị luyện đan sư tam phẩm coi trọng, thu hắn làm đạo lữ, còn cho hắn trúc cơ đan, để hắn trúc cơ nữa. Mẹ kiếp, ta so với hắn đâu kém gì. Cái thế giới này thật còn mẹ nó không có thiền lý, tức chết ta. Người này nhắc đến Trần Minh rồi đùng đùng nổi giận, hùng hùng hổ hổ sập cửa lại. Lý Ngọc đi rất xa rồi mà vẫn còn loáng thoáng nghe được hắn còn đang mắng chửi. Tâm tình ghen tức này, Lý Ngọc cách 10 trượng vẫn còn cảm nhận được. Nhưng mà nói sao thì nói, đệ tử kia so với Trần Minh thì đúng là kém hơn thật. Dung mạo của Trần Minh mặc dù không bằng hắn, nhưng trông đoan chính, thậm chí có thể nói là hơi bị đẹp trai. Dù sao hắn cũng là người trong hoàng thất của thế tục, gen của cha mẹ chắc chắn không thể kém được. Không thì vị trưởng lão trúc cơ kỳ trước đây cũng không vừa ý hắn. Nhất là sau khi Trần Minh tới Côn Luân, ăn đủ đau khổ trong tu hành rồi, nên cả người hắn bớt đi cái kiểu bất cần đời, rồi lại nhiều thêm một loại khí chất chán chường nữa. Loại hình kiểu này cực kỳ thu hút với các vị phụ nhân luống tuổi. Nhưng hắn có thể dính vào một vị luyện đan sư tam phẩm vẫn là ngoài dự liệu của Lý Ngọc. Luyện đan sư tam phẩm chính là đã có thể chế được thác mạch đan. Cứ cho là một năm Trần Minh được cho một viên thì trong vòng 50 năm cũng đủ để hắn tu hành đến trúc cơ đỉnh phong. Còn nếu như một tháng cho hắn một viên thì không đến 10 năm là hắn có thể trúc cơ viên mãn. Còn lại hơn 200 năm tuổi thọ
nhắm mắt cũng có thể kết thành kim đan, hoàn thành tâm nguyện cả đời của Tôn trưởng lão. Mặc dù thiên phú của hắn không tốt, nhưng lại chính là người mà từ đầu đến cuối thực hiện đúng với cách ngôn mà lúc trước Tôn trưởng lão dạy cho bọn hắn vào ngày cuối cùng ở Bạch Vân Quán ấy. Cường giả kim đan ở trong tông môn không ít, nhưng luyện đan sư tam phẩm thì không nhiều lắm, mà luyện đan sư nữ thì lại càng ít. Lý Ngọc thăm dò chỗ ở mới của Trần Minh cũng không có gì khó khăn mấy. Lúc nhìn thấy Trần Minh lần nữa, Lý Ngọc phát hiện ra quả nhiên hắn đã trúc cơ, mà không chỉ là trúc cơ không thôi, pháp lực của hắn cũng thâm hậu hơn tu tiên giả trúc cơ sơ kỳ, ít nhất phải có trình độ 5 lần thác mạch. Xem ra vị luyện đan sư tam phẩm kia đối với hắn rất tốt. Lý Ngọc cười cười với hắn, chúc mừng ngươi trúc cơ, vốn định đưa tới cho ngươi 2 viên trúc cơ đan, không nghĩ tới ngươi còn trúc cơ trước ta một bước. Hai người ôn chuyện một chút, Lý Ngọc nhịn không được tò mò hỏi hắn, tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm sao mà làm được? Trần Minh nhỏ giọng thần bí nói ra, hoàng thất nước Trần có một quyển bí kíp phòng the, ngươi hiểu? Đuôi lông mày Lý Ngọc nhảy lên, nói tỉ mỉ xem nào. Một lúc sau hai người tạm biệt nhau. Lúc rời đi, Lý Ngọc để lại cho hắn một chai bảo nguyên đan cao cấp, cầm đi một quyển bí thuật. Sau đó Lý Ngọc đi tới Ngọc Châu Phong. Đã không khác gì trở về nhà, đệ tử thủ phong cũng không cần thông báo, mà các điện trong Ngọc Châu Phong hắn cũng có thể tùy ý ghé qua. Lúc Lý Ngọc tới chỗ của Khương Ly thì thấy nàng và Hứa Khuynh Tâm đang nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lý Ngọc đi tới, Hứa Khuynh Tâm liền im lặng rời khỏi, đứng ở chỗ cửa điện để cho hai người nói chuyện. Nửa năm trôi qua, Lý Ngọc đã trúc cơ thành công, còn Khương Ly cũng đã kết đan thành công. Thủy linh mạch của nàng là thiên linh mạch, trước kim đan không có bình cảnh, vừa nhập tông 2 năm, dưới sự trợ giúp của tổ sư Huyền Chân cũng không có phục dụng phá cảnh đan. Thủy linh mạch của nàng đã kết đan trước một bước, tiến vào kim đan kỳ. 4 đầu linh mạch khác, còn một đoạn nữa mới tới trúc cơ đỉnh phong. Dù sao thì định mức thác mạch đan mỗi tháng cũng có hạn, cho dù nàng có là thiên tài thiên linh mạch thì cũng không thể phân toàn bộ tài nguyên cho nàng, mà với vị tổ sư Nguyên Anh khác cũng sẽ không đồng ý. Có Hướng sư tỷ ở bên cạnh nên hai người cũng chỉ nắm tay nhau một chút. Sau khi Khương Ly kết đan thành công, Huyền Chân tổ sư cũng không còn hạn chế tự do của nàng nữa. Lý Ngọc xoa đầu nàng, nói ra, đi nào, đi ra ngoài chơi, ta mang người đi ăn ngon uống sướng, Phiêu Hương Các lại vừa có vài món mới khá ngon. Lúc đi qua bên người Hướng Huynh Tâm, Lý Ngọc rủ dê, Hướng sư tỷ cũng đi luôn nhé. Thôi nào đi thôi, người một nhà còn khách khí cái gì. Tuy nói là đến trúc cơ thì bản thân có thể tích cốc, chỉ cần hấp thụ linh khí thiên địa cũng có thể sinh tồn. Nhưng linh khí thiên địa không thể thỏa mãn được đam mê ăn uống mỹ thực. 4 người bỏ ra mấy trăm linh tệ, ăn một bữa ngon ở Phiêu Hương Các xong, Khương Ly và Hướng sư tỷ trở về Ngọc Vân Phong tu hành. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền cũng trở về Tử Vân Phong. Vài ngày sau hắn cũng không đi ra ngoài, vừa mới trúc cơ nên cần một ít thời gian để thích ứng với cảnh giới hiện tại. Sau 3 ngày, Lý Ngọc rời khỏi Côn Luân Động Thiên, nhân lúc linh thuyền bay về hướng Tây được khoảng 3.000 dặm thì tới một cái cứ điểm của Côn Luân, thông qua đó để vào bên trong một cái động thiên cỡ lớn. Đây là một cái thế giới nhỏ, diện tích cực kỳ rộng lớn, không gian bên trong này cũng rất vững chắc, nên tu vi trúc cơ kỳ cũng có thể đi vào được. Sau khi trúc cơ, mấy nơi như Tử Kim Động Thiên hay Hư Lăng Động Thiên, bí cảnh Thanh Tự, nói chung là những bí cảnh cấp 1 nói chung thì hắn không thể vào đó nữa. Nên lần trước chia tay, hắn đã hẹn đám điền tề tử dị ở nơi này. Nơi này tên là Thần Khư Động Thiên, là một chỗ bí cảnh cấp 2, có rất nhiều cổng vào nối tiếp với các đại thế giới. Các tông chính ma hài đạo đều có cứ điểm ở bên trong bí cảnh này, cùng khai phá tài nguyên chung ở trong bí cảnh này. Lúc Lý Ngọc đi tới một chỗ trên ngọn núi trong Thần Khư Động Thiên thì thấy Tử Dị và Điền Tề đã tới đây rồi. Hai người đang vây quanh đống lửa nướng mấy xiên thịt. Đã qua nửa năm mà hai người đó vẫn đang có tu vi là luyện khí đỉnh phong như cũ. Quen biết với bọn họ rồi, Lý Ngọc cũng hiểu rõ tình cảnh của hai người. Thiên phú của hai người thật sự rất tốt, đều là thiên tài ở bên ma đạo. Cho dù ở Côn Luân
cũng phải được xếp vào đệ tử hạch tâm của đám hạch tâm. Chuyện trúc cơ đan hay trúc cơ đâu cần họ tự mình để ý. Đáng tiếc là bọn họ ở bên ma đạo, toàn bộ ma đạo cũng chẳng có mấy người luyện ra được trúc cơ đan. Loại đan dược cấp 3 này ở Luyện Hồn Tông và Hợp Hoan Tông cực kỳ quý giá, sẽ ưu tiên cung ứng cho người đời sau của các vị tổ sư nguyên anh trong tông môn. Tổ tiên của Từ Dị và Điền Tề cũng đều rất hiền hách, nhưng sau khi cường giả của gia tộc vẫn lạc thì cũng không còn ai giúp bọn họ tranh thủ tài nguyên nữa. Thứ đáng giá nhất trên người của bọn họ bây giờ chính là cái giới chỉ chữ vật gia truyền. Nên dù thiên phú của hai người có mạnh hơn đám người đời sau của các vị tổ sư nguyên anh kia đi chăng nữa, thì vẫn vô tích sự trước nhân mạch của bọn họ. Tài nguyên của ma đạo vốn ít ỏi hơn rất nhiều so với bên chính đạo, nên loại thiên vị này càng thêm nghiêm trọng. Từ Dị ngẩng đầu lên nhìn Lý Ngọc, cười nói, Lý đạo hữu đến rồi à, ta mới nướng thịt xong, người nếm thử trước đã. Lý Ngọc lấy mấy bình linh tử trong chữ vật không gian ra, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Theo lời nói của Từ Dị và Điền Tề, Lý Ngọc nghe được một tin tức xấu. Giao dịch tử kim của bọn họ đến đây là phải chấm dứt rồi. Vì nửa năm nay, Luyện Hồn Tông và Hợp Hoan Tông không thu được tử kim, nên dần dần cũng đưa tới sự chú ý của những người phía trên, thế là bọn họ rất nhanh bị tra đến. Từ Dị và Điền Tề bị gọi lên hỏi chuyện, mặc dù tông môn cũng không trừng phạt gì với bọn họ, nhưng cũng cấm bọn họ không được thu mua tử kim, đệ tử bình thường nữa. Từ Dị kể lại chuyện này với vẻ cực kỳ uất ức, cắn răng nói, giao dịch tử kim của môn phái vốn là do nhất mạch của một vị tổ sư nguyên anh kia trưởng quản. Bọn họ dùng tử kim để giao dịch cùng thanh thành của chính đạo các ngươi, đổi lấy pháp khí. Nhưng chuyện ta làm lại ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Nên vị tổ sư nguyên anh kia đã chặn lại viên trúc cơ đan mà tông môn định ban cho ta. Viên trúc cơ đan đó ta đã phải chờ tới 3 năm. Từ Dị nhìn về phía Lý Ngọc thở dài nói, xin lỗi Lý đạo hữu, tổ sư nguyên anh của môn phái nhúng tay, nên ta không còn cách giúp ngươi thu gom tử kim nữa. Điền Tề cũng gật đầu phụ họa, nói ra, tình huống của ta cũng không khác mấy so với tử đạo hữu. Môn phái đã cảnh cáo ta một lần, không cho phép ta thu gom tử kim trong tay các đệ tử khác nữa. Lý Ngọc xua tay bảo, không sao, không cho thu thì không thu nữa. Hắn thu gom tử kim là dùng để đổi trúc cơ đan, bây giờ cũng đã trúc cơ xong, mà còn thừa trúc cơ đan hẳn mười mấy viên, nên có tử kim hay không cũng không còn quá quan trọng. Lúc này khóe miệng Từ Dị giật giật, nói, cho dù không cho ta thu, thì bọn họ cũng chẳng thu được. Bằng đan dược bọn họ luyện ra, chó cũng không thèm ăn kia. Sau này những đệ tử kia cũng sẽ không đến tử kim động thiên nữa. Trước giao dịch của Lý Ngọc và Từ Dị, đệ tử Luyện Hồn Tông bình thường mất một tháng vất vả tinh luyện ra một cân tử kim, chỉ có thể đổi được một viên hồi khí đan trung phẩm. Sau khi ăn vào, pháp lực chẳng những không hồi đầy mà còn mất thời gian luyện hóa đan độc. Sau khi Lý Ngọc xuất hiện, một cân tử kim có thể đổi được một viên hồi khí đan cực phẩm, không chỉ ngay lập tức hồi đầy pháp lực, còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Không có so sánh thì không có đau thương, bọn họ đã quen dùng hồi khí đan cực phẩm rồi, bây giờ lại bắt bọn họ phải đi ăn những đan dược bỏ đi kia. Ai sẽ muốn chứ? Nghĩ đến một chuyện, hắn lại nhìn Lý Ngọc, hỏi, Lý đạo hữu, ngươi vẫn còn thu gom linh dược đẳng cấp cao chứ? Lý Ngọc gật đầu nói, thu chứ, linh dược đẳng cấp cao, ngươi có bao nhiêu thì ta thu bấy nhiêu. Linh dược cấp 3, lúc hắn còn ở luyện khí kỳ, đã có thể giúp hắn đả thông huyệt vị linh mạch. Sau khi trúc cơ, mặc dù không có tác dụng trực tiếp đối với tu hành của hắn nữa, nhưng cũng có tác dụng chữa trị vết nứt của lò đan hoặc luyện hóa thành thông mạch đan, đổi lấy thác mạch đan. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Sau lần chạm mặt này, ba người bọn họ cũng không cần tháng nào cũng gặp một lần nữa. Lý Ngọc và bọn họ lại hẹn nhau một năm tới đây gặp nhau một lần để giao dịch linh dược và đan dược. Thời gian một năm đối với tu tiên giả thì không tính là lâu. Lúc sắp tạm biệt, Lý Ngọc lấy ra hai cái bình thuốc ném cho hai người, rồi nói, hợp tác lâu rồi nên có một chút lễ vật nho nhỏ tặng cho hai người, cảm tạ hai người luôn chiếu cố đệ tử Côn Luân bọn ta. Thời gian nửa năm này, Lý Ngọc cũng đã nghe nói qua chuyện đệ tử hai phái trợ giúp đệ tử Côn Luân. Nghe xong hắn liền biết nhất định là do Từ Dị và Điền Tề
căn dặn đệ tử hai phái. Hóa ra bọn họ vẫn luôn rất để ý lời nói của hắn. Từ Dị cười cười nói ra, Lý đạo hữu không cần khách khí, đây cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Điền Tề cũng cười nói, chuyện Lý đạo hữu nhắn nhủ, đương nhiên muốn làm tốt rồi. Trong nửa năm giao dịch cùng Lý Ngọc, bọn họ cũng đã lấy được rất nhiều lợi ích, nên đối với chuyện mà Lý Ngọc dặn dò, thực không dám qua loa chút nào. Lý Ngọc cũng cười cười đáp lễ, sau khi tạm biệt hai người thì thân hình như gió lướt đi. Bóng hình của hắn đã đi xa, nhưng một giọng nói bỗng theo gió bay tới. Một hồi quen biết, có một câu nói phải nhắc nhở các người, nhất là Từ đạo hữu. Linh quỷ chỉ là vật ngoài thân, không nên quá mức ỷ lại. Siêng năng luyện tập pháp thuật, đầy mê là chân chính tu hành. Hai người nhìn theo bóng lưng Lý Ngọc rời đi, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Lúc mới gặp gỡ Lý Ngọc, mọi người cũng đều là luyện khí kỳ. Hôm nay hắn đã bước vào trúc cơ trước bọn họ một bước. Đệ tử Côn Luân thật sự để cho người ta hâm mộ. Từ Dị tiện tay mở bình thuốc Lý Ngọc vừa đưa cho, vừa nhìn một cái thì đột nhiên sững cả người. Hắn vốn tưởng là Lý Ngọc đưa cho hắn đan dược là hồi khí đan gì đó. Dù sao lúc nãy hắn đưa tùy ý như thế. Nhưng Từ Dị tuyệt đối không nghĩ tới đan dược bên trong này lại là trúc cơ đan, mà còn là hẳn hai viên. Hai viên có ba đạo đan văn, trúc cơ đan thượng phẩm. Hắn chờ đợi mấy năm cũng không chờ được một viên đan dược từ tông môn, vậy mà hôm nay lại dễ dàng nhận được, lại còn là hai viên, đủ để cho hắn trúc cơ cả hai cái linh mạch thủy hòa. Hắn đã sớm áp xúc pháp lực về đến cực hạn, chỉ còn thiếu mỗi trúc cơ đan. Điền Tề nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Từ Dị, có chút nghi hoặc hỏi, người sao thế? Lý đạo hữu cho người đan dược gì vậy? Để cho ta xem một chút. Hắn thăm dò vào bình thuốc trong tay Từ Dị, nhìn xong cũng ngây ngẩn cả người. Trúc cơ đan. Giọng của hắn thậm chí còn đang run rẩy. Đối với những người đang trong bình cảnh trúc cơ như bọn hắn mà nói, không có cái gì chân quý và quan trọng hơn so với trúc cơ đan cả. Không kịp hâm mộ Từ Dị, Điền Tề cũng vội vàng mở nắp bình thuốc của mình ra. Quả nhiên phát hiện bên trong cũng là hai viên trúc cơ đan thượng phẩm. Hắn chưa được phục dụng qua trúc cơ đan, nhưng loại đan dược này đã xuất hiện vô số lần trong mộng của hắn. Sau khi phản ứng lại, hai người trước tiên cùng cất đan dược đi, sau đó kéo dài khoảng cách ra. Ở ma đạo, chuyện vì một viên trúc cơ đan mà huynh đệ phản bội, phụ tử thành thù, nhìn mãi cũng thành quen mắt, hơn nữa là hai viên. Loại thời điểm này không thể tín nhiệm ai được. Nhưng mà hai người rất nhanh liền ý thức được, Lý Ngọc đã suy tính cực kỳ chu đáo. Hai người đều tu hành xong linh mạch, nên đều cho bọn họ hai viên trúc cơ đan. Ai cũng có phần, không cần phải tranh đoạt làm gì. Hai người cũng ho nhẹ một tiếng, lúng túng che giấu hành vi vô thức vừa rồi của mình. Sau đó trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ cảm động. Thực lòng mà nói, sư tôn của bọn họ còn không tốt với họ như vậy. Đừng nói là trúc cơ đan, mà tài nguyên của môn phái được phân cho sư tôn bọn họ, tất cả đều bị chia hết cho đám hậu nhân của hắn. Quan hệ huyết mạch ở bên ma đạo mới đáng tín nhiệm nhất, còn về phần đám đệ tử cũng chỉ là công cụ làm việc thay. Cái việc gì bẩn thỉu nặng nhọc cũng đến tay, sư tôn vui thì thưởng cho bọn họ một viên hồi khí đan hạ phẩm, cũng coi như là đặc biệt ban ơn. Tu vi bây giờ của bọn họ đều do chính bọn họ tự cố gắng mà có. Nhớ tới lời dặn dò trước khi đi của Lý Ngọc, trong đầu Từ Dị nhớ lại chuyện trong bí cảnh thanh tự ngày đó, hai vị đồng môn bị mất đi linh quỷ đã luống cuống như thế nào. Lý Ngọc nói không sai, đệ tử luyện hồn tông bọn họ đều rất ỷ vào linh quỷ. Một khi linh quỷ bị mất đi, bọn họ đều không am hiểu pháp thuật. Lúc đấu pháp, căn bản không phải là đối thủ của tu sĩ cùng giai. Đang ở ma đạo ngươi lừa ta gạt, chém giết đầu rơi máu chảy quen rồi. Còn chưa có ai tốt với hắn như vậy, mà Lý Ngọc còn là đệ tử của một tông môn đối lập với hắn, không chỉ cho hắn trúc cơ đan, còn chỉ ra chỗ thiếu hụt trong tu hành cho hắn nữa. Từ Dị quả thật không biết miêu tả tâm tình lúc này của mình như thế nào nữa. Điền Tề nhìn về phương hướng Lý Ngọc mới rời đi, lẩm bẩm nói, Lý đạo hữu thực sự là một người tốt. Từ Dị nắm chặt bình thuốc kia trong tay, nói ra, đời người có một người bạn như thế đã đủ rồi,
sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp lại đại ân của Lý đạo hữu. Ra khỏi Thần Khư động thiên, Lý Ngọc thả linh thuyền ra, nhanh chóng trở về tông môn. Sau khi hắn trúc cơ, pháp lực càng thêm cô đọng, có thể kích phát ra tốc độ tối đa của linh thuyền. Chờ đến khi tu vi của hắn đến kim đan thì chính hắn có thể bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, thậm chí còn cao hơn linh thuyền bình thường. Nhưng so về sự bền bỉ thì linh thuyền vẫn hơn một bậc. Lúc này ở Thần Khư động thiên, hắn bỏ ra 4 viên trúc cơ đan, đương nhiên không phải vì hắn hào phóng. Đây chính là sự đầu tư của Lý Ngọc. Hắn rất coi trọng Điền Tề và Tử Dị. Loại người như bọn hắn nếu như ở Côn Luân, chính là cấp bậc Côn Luân thất tử. Do ra có kém Tần Sư Tỷ, Hứa Sư Tỷ, nhưng mạnh hơn Lục Hành Chu. Còn so với đệ tử hạch tâm bình thường, thì thiên phú của bọn họ còn tốt hơn. Thân ở bên ma đạo cằn cỗi tài nguyên, quả thật là lãng phí thiên phú của bọn họ. Nếu hai người này ở được Côn Luân tu hành từ nhỏ, bây giờ ít nhất cũng là tam linh mạch trúc cơ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, mà không phải đang kẹt ở luyện khí đỉnh phong, ngay cả trúc cơ còn khó khăn. Ở ma đạo, bọn hắn có tu vi này trong độ tuổi hiện tại đã là chuyện rất giỏi rồi. Với tài nguyên cằn cỗi của ma đạo kia, cạnh tranh tàn khốc càng làm cho đệ tử cùng giai bộc lộ tài năng. Cho dù là thiên phú hay tính tình đều thuộc về nhất đẳng, sau này sẽ đi xa trên tiên đạo. Loại người này lúc còn ở luyện khí và trúc cơ kỳ, do tài nguyên có hạn nên thực lực tuy không bằng những vị tiên nhị đại, tiên tam đại hay tiên nở đại kia, nhưng chỉ cần kết đan sẽ một bước lên trời, đem những người kia hít khói sau lưng. Lý Ngọc đầu tư chính là tương lai của bọn họ. Không có ai mãi mãi hèn, ai có thể chắc chắn được một trong hai người bọn họ biết đâu sẽ trở thành tông chủ Luyện Hồn Tông hoặc tông chủ Hợp Hoan Tông. Lúc đó thì cho dù là trúc cơ đan, thác mạch đan, thậm chí là dựng anh đan cũng không còn quan trọng trong mắt bọn họ nữa. Nhưng bây giờ thì khác. Hai viên trúc cơ đan kia đối với bọn họ mà nói chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phòng tối gặp đèn. Chân tình đổi chân tình, Lý Ngọc sẽ không vì bọn họ là đệ tử ma đạo mà kỳ thị bọn họ. Chỉ cần có chút nhân tính cũng sẽ nhớ kỹ ân tình này của hắn. Mà giao tiếp cùng bọn họ nửa năm, Lý Ngọc cũng nhìn ra được. Tuy hai người bọn hắn thân ở ma đạo nhưng đều là người thành thật. Cứ cho là hắn nhìn lầm bọn họ đi thì cũng chỉ tổn thất 4 viên trúc cơ đan mà thôi. Những viên trúc cơ đan này cũng kiếm được dựa trên giao dịch tử kim cùng bọn họ, coi như cắm lại mấy cọng lông lên thân con dê. Có thể bọn họ sẽ kiếm chắc được, nhưng Lý Ngọc vĩnh viễn không lỗ. Hơn nữa, nửa năm nay Lý Ngọc tích góp trúc cơ đan từng viên một, bản thân hắn dùng 10 viên, Chu Tử Tuyền dùng 4 viên, tặng người khác 4 viên, trong tay hắn còn 8 viên. Lý Ngọc đi tới trong viện, vẫy vẫy Linh Nhi, gọi nó. Linh Nhi, tới đây nào! Một bóng trắng nho nhỏ đang nằm trên bàn đu dây, nhảy lên không trung, rồi lướt tới chỗ hắn. Lý Ngọc bắt được nó, rồi bảo, há miệng. Linh Nhi được ăn mỗi ngày một viên tẩy tủy đan và khai linh đan. Linh trí của nó đã rất cao rồi, có thể nghe hiểu lời nói của Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền. Chỉ là nó chưa biết nói mà thôi. Lý Ngọc đút một viên trúc cơ đan cho Linh Nhi, rồi dùng vọng khí thuật quan sát tình huống trong cơ thể nó. 81 cái huyệt vị trong linh mạch của nó. Lúc trước, pháp lực đã bị áp xúc vào 50 cái. Lúc này thì pháp lực vẫn còn đang trong giai đoạn dễ dàng áp xúc, nên một viên trúc cơ đan này đã giúp nó áp xúc pháp lực về trong 30 cái huyệt vị. Lý Ngọc lại tiếp tục đút cho nó ăn. Sau khi ăn xong 4 viên trúc cơ đan, thì pháp lực của nó đã biến thành một giọt chất lỏng ở bên trong linh mạch. Linh khí xung quanh đang bị hút về cơ thể nó. Lý Ngọc lại đút cho nó một viên hồi khí đan cấp 2. Một lúc sau thì pháp lực trong toàn bộ linh mạch của nó đã biến thành một tia dịch thể. Từ lúc này trở đi, nó chính là một con hổ nhỏ trúc cơ kỳ. Bề ngoài của nó cũng không có biến hóa gì to lớn, cũng không lớn hơn chút nào. Nhưng màu lông thì càng thêm mượt sáng bóng, đôi mắt càng thêm có thần, nhìn qua cũng thấy linh trí rất cao, móng vuốt bên trong đệm thịt tản ra một màu sáng bóng như kim loại. Yêu thú loại hổ thường có kim linh mạch, móng vuốt chính là vũ khí của nó. Cho dù kết thành yêu đan, trưởng thành hóa hình
thì thuộc tính linh mạch của bọn chúng cũng không thay đổi. Trừ những con thượng cổ dị chủng cực hiếm, thì yêu thú đều trời sinh là một cái linh mạch. Trúc cơ xong, Linh Nhi nằm úp sấp trên sân cỏ, nặng nề tiến vào giấc ngủ. Còn Lý Ngọc trở lại trong phòng, lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó có cất 10 viên đan dược. Đây là 10 viên thác mạch đan mà hắn giành được trong lần tỉ thí đệ tử luyện khí kỳ. Lúc hơn nửa năm trước kia, đan dược mà tông môn dùng để ban thưởng đều là đan dược phẩm chất cao, cả 10 viên đều là thượng phẩm. Lúc đó, Lý Ngọc còn chưa trúc cơ, linh mạch trong cơ thể vẫn còn yếu ớt nên không thể sử dụng được loại đan dược này. Trong quá trình trúc cơ, linh mạch sẽ từ từ được mở rộng, nên bây giờ hắn dùng thác mạch đan đã không có bất kỳ vấn đề gì. Những đan dược này đều là thượng phẩm, Lý Ngọc lại đem nó chiết xuất thêm một lần nữa thành đan dược siêu phẩm, vậy là không cần lo lắng về vấn đề đan độc. Lý Ngọc lấy một viên đan dược ra, ném luôn vào trong miệng. Vị của thác mạch đan cũng không khác gì so với thông mạch đan, đều là hơi ngọt một chút, vào miệng tan luôn. Một dòng nước ấm tràn vào bên trong hỏa linh mạch, Lý Ngọc cảm nhận được rõ ràng, linh mạch của mình mở rộng ra được một xíu xiu. Thông mạch đan là đả thông dọc linh mạch, thác mạch đan là mở rộng ngang linh mạch. Sau khi phục dụng xong 10 viên thác mạch đan, mỗi cái linh mạch của hắn đều mở rộng gấp 2 lần, nhưng khoảng cách đến trúc cơ viên mãn vẫn còn rất xa. Quá trình thác mạch đan còn cần phải trải qua 9981 lần, khó hơn nhiều so với thông mạch đan. Có một chút thiên phú như vậy mà có thể đi từ luyện khí đến trúc cơ cũng đã là khó rồi. Còn trúc cơ đến kim đan là đột phá từ khí cảnh đến đan cảnh, có 9 phần trở lên tu tiên giả cả đời cũng không thể vượt qua được ngưỡng cửa này. Mỗi ngày đều có tu tiên giả trúc cơ hậu kỳ chết đi trong tiếc nuối, vững chắc cảnh giới một lúc rồi đi tới Lăng Vân Phong. Vương Hoa nhìn thấy Lý Ngọc kinh ngạc, bây giờ còn chưa đến cuối tháng, đan kém còn chưa đưa tới đây đâu. Lý Ngọc cười nói, lần này ta tới không phải lấy đan kém. Vương trưởng lão, có phải tông môn nói dùng 30 viên thông mạch đan để đổi một viên thác mạch đan không? Vương Hoa gật đầu nói ra, là có chuyện này. Sao vậy? Người muốn đổi à? Lý Ngọc đáp, hơn nửa năm nay ta thu được rất nhiều ngọc linh quả ở bên ngoài, nên luyện được không ít thông mạch đan. Trúc cơ xong còn thừa lại, nên nghĩ không bằng đem đến đổi thành thác mạch đan để tăng lên tu vi. Vương Hoa gật đầu, điều này cũng đúng, người cũng đã trúc cơ rồi, thông mạch đan bây giờ vô dụng đối với ngươi, người giữ lại cũng chẳng để làm gì. Đúng là tông môn có quy củ 30 viên thông mạch đan đổi một viên thác mạch đan. Quy định này đặt ra cũng là một ưu ái để cho những luyện đan sư nhị phẩm kia. Nếu luyện chế dư thừa đan dược, họ chắc chắn sẽ không giao cho tông môn mà sẽ lén lút bán ra bên ngoài. Nên mấy trưởng lão trong tông sau khi nghị sự đã đưa ra quy củ như vậy. 30 viên thông mạch đan tính theo giá thị trường sẽ có giá cao hơn đối với một viên thác mạch đan. Nhưng luyện đan sư nhị phẩm hầu hết đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Thông mạch đan có nhiều hơn nữa cũng chẳng dùng được, còn chẳng bằng đem đi đổi lấy thác mạch đan. Vương Hòa lại hỏi Lý Ngọc, người có bao nhiêu viên thông mạch đan? Lý Ngọc đáp, khoảng 60 viên. Vương Hòa nghe vậy hơi giật mình, không nghĩ Lý Ngọc mới tích góp nửa năm mà đã có 60 viên thông mạch đan. Đây là điều mà đa số luyện đan sư nhị phẩm đều không làm được. Nhưng nghĩ lại đây là Lý Ngọc nên cũng có khả năng. Dù sao thì cũng chẳng có vị luyện đan sư nhị phẩm nào có nhân mạch như hắn cả. Nên việc Lý Ngọc thu được nhiều vật liệu luyện đan hơn người khác cũng là điều dễ hiểu. Lý Ngọc lấy 60 viên thông mạch đan giao cho Vương Hoa. Sau khi lão nghiệm chứng qua thì lấy ra 2 viên thác mạch đan đưa cho hắn. Sau đó lại hỏi thêm, à phải rồi, người cũng đã trúc cơ, vậy còn muốn lấy đám đan kém kỳ không? Dù sao cũng vô dụng. Còn đối với Lý Ngọc thì đan dược rơi vào trong tay hắn, không có viên nào là đan kém nữa. Lý Ngọc cười cười, nếu như những viên đan kém kia tông môn không dùng tới thì vẫn cứ để cho ta đi, ta có thể bán cho bên ma đạo hoặc tán tu, dù sao bọn họ cũng thiếu hụt đan dược, cho dù là đan kém cũng muốn lấy. Nói đến chuyện này thì lại nói tiếp,
Tông môn là tông môn, đệ tử là đệ tử. Côn Luân có thể bán đan dược cho ma đạo, nhưng nếu đệ tử Côn Luân lén lút tiếp xúc với ma đạo quá nhiều, thì tông môn vẫn sẽ cảnh cáo một phen để tránh cho bọn họ bị ma đạo ảnh hưởng. Nhưng mà nhân phẩm của Lý Ngọc thì đã rõ như ban ngày. Hắn cũng cực kỳ thẳng thắn, nói ra mục đích của mình một cách quang minh chính đại như thế. Toàn bộ đệ tử Côn Luân chắc cũng chỉ có mình hắn mới dám làm như thế. Lý Ngọc nói xong cũng lộ vẻ ngượng ngùng. Vương trưởng lão cũng biết thiên phú của ta không tốt lắm, sau khi trúc cơ sẽ tu hành rất khó khăn. Đây chẳng phải cũng vì bất đắc dĩ nghĩ hết biện pháp để kiếm chút tài nguyên tu hành cho bản thân sao? Bằng không thì làm sao có cơ hội kết đan chứ? Vương Hoa thở dài. Hiểu, ta hiểu. Nhưng mà sau này ngươi cũng không cần đích thân đến lấy làm gì, ta sẽ cho người đưa tới cho ngươi. Vương Hoa vẫn rất có hảo cảm với Lý Ngọc. Trong nửa năm nay, Lý Ngọc mỗi lần tới Lăng Vân Phong đều mang cho lão một chút hoa quả, bánh ngọt gì đó. Mặc dù không phải đồ vật quý trọng gì, nhưng cũng là có lòng. Đôi lúc cuối tháng tới, nhiệm vụ trong tay lão quá nhiều nên chưa kịp luyện đan, tìm Lý Ngọc hỗ trợ, hắn cũng chưa từng từ chối nửa điểm. Chỉ đáng tiếc là thiên phú của hắn không có, bối cảnh cũng không, lại còn tu ngũ linh mạch. Lúc luyện khí kỳ còn tốt, nhưng sau khi trúc cơ thì việc tu hành sẽ rất là khó khăn. Lý Ngọc ôm quyền với Vương Hoa. Đà tạ Vương trưởng lão. Vương Hoa phất tay áo nói. Khách khí với ta làm gì chứ? Sau này có gì khó khăn thì tới tìm ta. Có thể giúp đỡ thì ta đều sẽ giúp người hết. Lý Ngọc nhân cơ hội hỏi. Vương trưởng lão, nếu như luyện chế có giá thác mạch đan hạ phẩm thì có thể đưa ta. Ta dùng linh tệ hoặc đan dược khác đổi đều được. Vương Hoa xua tay nói. Linh tệ hay đan dược gì đó cũng không cần. Người muốn thì ta đưa người luôn cũng được. Dù sao mấy thứ này, ngoại trừ làm phân bón ra thì cũng không có tác dụng gì. Bỗng lão nhìn về phía Lý Ngọc, lo lắng hỏi. Người muốn thác mạch đan hạ phẩm là để cho chính mình phục dụng sao? Đáng ra người phải biết là đan dược hạ phẩm, nhất là thác mạch đan, lại càng có xác suất thành công rất nhỏ. Hơn nữa, người còn tốn rất nhiều thời gian để luyện hóa đan độc. Không nói đến việc trì hoãn tu hành của ngươi, mà đối với cơ thể, sợ là cũng không tốt. Cho dù có thành công, thì đan độc cũng cực kỳ nhiều. Lý Ngọc gật đầu đáp. Vương trưởng lão, ngài cũng biết tình huống của ta. Ta thực sự không có lựa chọn. Cho dù xác suất cực nhỏ, thì ta cũng muốn liều một phen. Vương Hoa lần nữa thở dài, không nói gì thêm. Đệ tử không có thiên phú, không có bối cảnh, chính là đáng thương như vậy. Vì kim đan thì cho dù là cơ hội nhỏ nhoi cũng phải liều một phen. Lão lấy từ trong chữ vật không gian ra hai viên thác mạch đan hạ phẩm đưa cho Lý Ngọc, nói: ta luyện chế thác mạch đan có tỷ lệ thành công khá cao, trong nửa năm này cũng chỉ có 3 viên hạ phẩm đều cho người hết. Lý Ngọc nhận lấy đan dược, cảm kích nói: tạ Vương trưởng lão. Không lâu sau đó, trong biệt viện số 69 trên Tử Vân Phong, Lý Ngọc cầm một viên thác mạch đan hạ phẩm trong tay, nắm chặt lại. 15 phút sau, trên trán hắn mồ hôi rịn ra từng giọt như mưa. Nhưng mà sau khi hắn mở tay ra, thì trên viên thác mạch đan hạ phẩm kia đã có 3 đạo đan văn. Sau khi tất cả 5 cái linh mạch của Lý Ngọc đều trúc cơ, pháp lực trong cơ thể hắn cũng dồi dào, khiến năng lực chiết xuất đan dược của hắn cũng tăng lên một khoảng lớn, có thể đem đan dược hạ phẩm tăng lên tới thượng phẩm. Mặc dù sẽ hao hết toàn bộ pháp lực của hắn, nhưng lại cực kỳ có giá trị. Phục dụng mấy viên hồi khí đan vào, hắn lại tiếp tục chiết xuất 2 viên thác mạch đan hạ phẩm kia, tăng lên tới siêu phẩm. Đan kém quá nhiều tạp chất, nhưng lại càng dễ chiết xuất hơn. Nếu là đan dược thượng phẩm, bản thân nó vốn ẩn chứa đan độc rất ít, nên Lý Ngọc dù có làm hết sức thì cũng chỉ có thể tăng lên được 1 phẩm nữa. Còn đan dược trung phẩm thì hắn chỉ có thể tăng lên được đến khoảng giữa thượng phẩm và siêu phẩm. Nhưng đan độc thì ít hơn nhiều so với thượng phẩm, nhiều hơn một chút so với siêu phẩm. Cũng may mà Vương trưởng lão rất chiếu cố hắn, đan dược hối đoái cho hắn đều là thượng phẩm. Sau khi ăn xong 5 viên thác mạch đan,
mỗi cái linh mạch của hắn bình quân đều mở rộng khoảng 3 lần. Tính ra nếu để cho hắn tự tu hành thì sẽ mất khoảng chừng 30 năm, cộng thêm song tu thì cũng phải hơn 10 đến 20 năm. Con đường tu hành mỗi người đều không giống nhau, Tần Sư Tỷ dựa vào bản thân, Khương Ly dựa vào sư tôn, Trần Minh dựa vào đạo lữ, còn Lý Ngọc hắn cũng tự có phương pháp của chính mình. Sau khi Lý Ngọc trở về Tử Vân Phong không bao lâu, khoảng mấy canh giờ sau đã có người nhà đến xin gặp. Người đến là một vị luyện đan sư nhị phẩm của một phong đan đạo. Đây cũng là lần thứ hai hắn đến Tử Vân Phong, mục đích cũng giống như lần trước là tới mời Lý Ngọc gia nhập vào phong của bọn họ. Lúc nửa năm trước bọn họ tới đây lôi kéo Lý Ngọc, hắn đã thống nhất trả lời với mọi người là chờ sau khi hắn trúc cơ xong mới xem xét chuyện này. Không biết là hắn nhận được tin tức Lý Ngọc đã trúc cơ từ đâu. Vị này còn chưa nói xong đãi ngộ, đối với luyện đan sư nhị phẩm, nếu gia nhập phong của bọn họ, thì một phong khác cũng tới đây. Tin tức Lý Ngọc trúc cơ hình như đã truyền đến tất cả các phong, nên ngày càng nhiều người chạy đến, hội tụ ở Tử Vân Phong. Bọn họ mở ra điều kiện đối với Lý Ngọc đều không kém nhau là mấy. Lý Ngọc nếu là đồng ý gia nhập phong bọn họ bây giờ, lập tức được tặng 2 viên thác mạch đan, mỗi tháng đều không ít hơn 3 lô thông mạch đan cho hắn luyện tập. Chỉ cần hắn hỗ trợ luyện chế ra được 1 viên thông mạch đan thượng phẩm, giao cho bọn họ là được, còn thừa đều là của hắn hết. Điều này làm cho Lý Ngọc có chút khó xử. Thực ra hắn đã sớm cân nhắc xong, gia nhập một phong đan đạo, mặc dù có thể thật sự mang đến chỗ tốt cho hắn nhiều hơn hiện tại, nhưng chỗ tốt cũng không nhiều quá. Chỉ đơn giản là mỗi tháng được thêm vài viên thông mạch đan mà chính bọn họ còn không đủ chia tài nguyên trúc cơ kỳ yêu cầu, thì có thể chia cho hắn được bao nhiêu. Vì thế hắn sẽ không gia nhập một phong nào cả, nhưng hắn cũng không hoàn toàn từ chối. Chờ cho nhiều đại diện các phong tề tự đầy đủ, Lý Ngọc mới triển khai một cuộc họp báo đơn giản. Trên buổi họp này trực tiếp mở lò luyện đan, luyện là một lò thông mạch đan. Dưới sự khống chế tận lực của hắn, cho ra 1 viên thông mạch đan cực phẩm. Cái này là hắn cố ý cho mọi người thấy bản thân mình có năng lực luyện chế thông mạch đan cực phẩm rồi, nên cũng không cần chút ít vật liệu mà mỗi tháng họ hứa hẹn cho hắn dùng để luyện tập kia làm gì. Vì xét về độ thuần thục, Lý Ngọc đã max level. Thông mạch đan cực phẩm 5 đạo đan văn vừa ra, những vị đại biểu của các phong này cũng nhìn đến trợn tròn cả mắt rồi. Không hổ là con trai của đan đạo, vừa mới trúc cơ mà đã có thể luyện chế ra thông mạch đan cực phẩm. Thông mạch đan cực phẩm có ý nghĩa gì? Có nghĩa là không chứa đan độc, không có bất kỳ tác dụng phụ nào đối với cơ thể, cũng không cần phải ăn giải độc đan, nên bọn họ có thể ăn liền tù tì bao nhiêu viên, cũng không có vấn đề gì cả. Phải biết rằng cho dù là thông mạch đan thượng phẩm thì cũng chứa đựng đan độc nhất định, cần phải đặc biệt luyện chế nó. Những đệ tử quan trọng của tông môn tăng tu vi nhờ vào số lượng lớn đan dược kia cũng phải cách một thời gian phải ăn giải độc đan. Mà giải độc đan muốn triệt tiêu hoàn toàn đan độc cũng yêu cầu phẩm chất là cực phẩm, không chứa một chút đan độc nào. Cho dù chỉ là đan dược cấp 2 nhưng yêu cầu viên nào cũng đều cần phải là cực phẩm. Và chỉ có luyện đan sư tứ phẩm mới có thể luyện chế ra. Số lượng cũng rất ít ỏi, cho dù có là đệ tử hạch tâm thì cũng phải xếp hàng chờ đến lượt. Nhưng nếu họ ăn đều là thông mạch đan cực phẩm thì cũng không cần phải dùng để giải độc đan cực phẩm nữa. Giả dụ nếu một phong nào đó giao lên cho tông môn đều là thông mạch đan cực phẩm, có thể giảm bớt đi trình tự luyện hóa đan độc kia. Còn phong khác lại giao nộp cho tông môn đan dược chỉ là trung phẩm và thượng phẩm, thì tông môn sẽ đem phần lớn vật liệu tháng sau cho phong nào. Đáp án của vấn đề này quá rõ ràng. Nên người như vậy, nếu gia nhập bất kỳ một phong nào, đều sẽ làm lệch tài nguyên một trời một vực với phong khác. Bọn họ làm sao để chuyện đó xảy ra được? Lý đạo hữu, điều kiện lúc nãy nói có thể bàn lại. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Sơn Hải Phong, điều kiện gì chúng ta cũng có thể bàn. Thiên Mục Phong nguyện đem tất cả vật liệu thông mạch đan của cả phong cho một mình ngươi tới luyện. Nhìn mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận ngất trời, tranh nhau lên tiếng, Lý Ngọc vươn tay đè ép xuống, mọi người liền lập tức im lặng hết. Hắn hắng giọng một cái, rồi nói,
Dược Phong coi trọng ta như vậy, ta rất cảm tạ, nhưng cũng vô cùng xin lỗi, vì ta sẽ không gia nhập bất luận một cái phong nào cả. Nhưng nếu phong nào cần giúp đỡ bất kỳ chỗ nào, chỉ cần trong khả năng cho phép, ta tuyệt đối không từ chối. Một lúc sau, đại diện của các phong đều đã nghe hiểu ý tứ của Lý Ngọc. Với thực lực của hắn, nếu gia nhập bất kỳ phong nào đều sẽ đánh vỡ sự cân bằng mà các phong vẫn luôn bảo trì bấy lâu nay. Mà chính Lý Ngọc cũng không muốn bản thân mình bị cuốn vào cuộc chiến giữa các phong đan đạo này, nên hắn đều sẽ không gia nhập bất cứ phong nào. Nhưng hắn cũng không phải sẽ không luyện đan cho bọn họ, mà nếu bất kỳ một phong nào nếu không kịp hoàn thành nhiệm vụ luyện đan mà tông môn giao cho trong tháng, có thể mời hắn xuất thủ, hắn cũng không cần thù lao gì cả, chỉ cần cho hắn 1-2 viên thác mạch đan hạ phẩm là được. Thác mạch đan hạ phẩm chỉ có một đạo đan văn, coi như phế đan cũng không khác gì mấy, trừ khi là người có thiên phú thực sự quá kém mà còn có vận khí cực cao thì không ai muốn ăn nó cả. Tác dụng duy nhất của nó cũng chỉ là làm màu mỡ linh điền, dùng để đổi thông mạch đan cực phẩm, quá là có lời. Lại nói, người ta còn bảo, cho dù không có thác mạch đan hạ phẩm, hắn cũng có thể hỗ trợ miễn phí. Đây là lòng dạ rộng lớn đến mức nào? Tất cả mọi người vốn biết, Lý Ngọc chính là một dòng nước trong ở tu tiên giới. Nhân duyên của hắn vô cùng tốt, thậm chí bên ma đạo cũng cho hắn thể diện. Đến hôm nay mới tự mình cảm nhận được tại sao mọi người lại yêu thích hắn đến thế. Một người tốt như vậy, thuần túy như vậy cơ mà, ai có thể không yêu thích hắn chứ? Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ đều không thể làm được việc kính dâng vô tư như Lý Ngọc. Không lâu sau, đại biểu các phong lần lượt rời đi. Tuy ngày hôm nay tới mời Lý Ngọc gia nhập không thành công, nhưng cũng không tính là thất bại, ít nhất cũng có thể giao phó được cho phong chủ của họ. Trên một phong nào đó, một vị luyện đan sư tam phẩm kinh ngạc hỏi lại. Lý Ngọc thực sự nói như vậy? Vị luyện đan sư nhị phẩm vừa từ Tử Vân Phong trở về. Đúng vậy, hắn cự tuyệt tất cả lời mời của mọi người, rõ ràng là không muốn tham gia vào loại phân tranh này, nhưng hắn cũng đáp ứng chúng ta. Nếu chúng ta gặp phải khó xử, cũng đều có thể đi tìm hắn nhờ luyện đan, chỉ cần cho hắn thác mạch đan hạ phẩm, coi như tượng trưng là được. Vị luyện đan sư tam phẩm này nghe vậy cũng vui vẻ, hắn vừa mới tấn cấp luyện đan sư tam phẩm không lâu, nhiệm vụ tông môn bình thường cũng đều chầy chật mới hoàn thành. Có khi còn không thể hoàn thành đúng hạn, dẫn tới ảnh hưởng việc phân phối dược thảo mỗi tháng cho phong mình. Nếu như có Lý Ngọc hỗ trợ, thì sẽ đạt được tài nguyên ổn định mỗi tháng từ tông môn. Nếu như Lý Ngọc muốn thác mạch đan trung phẩm hoặc thượng phẩm, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng đan dược hạ phẩm thì khác, chó cũng không thèm ăn, cơ bản chẳng có giá trị gì, cho hắn hết đều được. Với tạo nghệ đan đạo bây giờ của hắn, mỗi tháng cũng đều luyện ra ít nhất một viên thác mạch đan hạ phẩm, cũng vừa vặn đều đem cho Lý Ngọc vậy.